Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu đồng hồ Seiko Linh Mục ha. Hay là gọi loại là Seiko LM Lost Matic với 23 chân kính. Cọc số cài đá đen rất là đẹp. Cọc số này là cài đá đen hay sơn đen gì đó, để chút xíu nữa em xem kỹ lại rồi thì anh nào thích thì alo cho em để em báo cái tình trạng cái con đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ này là còn zin nguyên bản nha các anh. Tình hình là nó ngoại hình của em nó là như thế này. Em quay chi tiết một con rồi nói rõ về chiếc đồng hồ đó thì nó sẽ hay hơn. Anh em sẽ có nhiều thời gian để ngắm nghía một chiếc đồng hồ để đưa ra quyết định nó chính xác hơn ha. Thì đây là Seiko Linh Mục, thì được sản xuất vào những năm thập niên 60. Nó là dòng tầm trung. Khi nó ra đời nó là dòng tầm trung, nó chỉ thấp hơn là Seiko King Seiko với Grand Seiko thôi. Thấp hơn King Seiko với Grand Seiko thôi. Nên là dòng này nó cũng thuộc dạng cao cấp, nó chạy máy automatic chung đời với máy Seiko automatic của King Seiko hết các anh. Nên là độ chính xác và độ hoàn thiện của nó rất là cao. Nhìn vỏ ngoài 47 nè. Vỏ ngoài 47. Size của nó là 36.5 nha các anh, size 36.5, giá nó là 2,2 triệu. Anh nào thích thì alo cho em qua số điện thoại 0378275894. Số series của em là 994619. Cái con này là mở niền nha các anh. Cái đít nó là liền, đít liền, máy mở niền. Anh em mình nói sơ qua ngoại hình ha. Máy là đồng hồ rất đẹp, không có chỗ nào chê hết. Một chiếc đồng hồ vintage như thế này thì gọi như là quá là hoàn hảo rồi. Thì giá nó là 2,2 triệu, size 36.5. Anh nào thích thì alo cho em. Rồi xin cảm ơn các anh em ha. Hẹn các anh em lại các clip lần sau.